nụ cười quý phái đấy. Bạn này cười giống hệt như cái thiết kế của Toyota Alphard, thể hiện một cái sự sang trọng và quý phái và có một chút gì đấy rất bí ẩn. Các bạn nhìn đi, các bạn nhìn giữa xe và người đi, thấy không, thiết kế rất là bí ẩn. Đây là một mẫu xe MPV trần cao, nó khác biệt so với cả những mẫu Kia Carnivan hay là Veyron, Volkswagen, bởi vì nó có cái trần cao và bởi vì nó không gian nó rộng hơn, nó cao hơn thì chính xác hơn. Còn những dòng kia sẽ thiết kế theo kiểu là gì, SUV. Tôi nghĩ rằng là cái xu thế của một chiếc xe này thì nên là có một bác tài xế phục vụ gia đình, phục vụ bạn. Còn đối với những dòng kia như là Carnivan, như là Veyron thì bạn hoàn toàn có thể lái đi làm, nhưng bạn hoàn toàn có thể là có lái xe hoặc bạn phục vụ gia đình, điều đấy là bình thường. Và đây huy hiệu Executive Lounge. Đây là một cái điểm đáng tiền trên chiếc xe này, một vẻ đẹp huyền bí, động cơ HEV. Tôi đi sang Thái, tôi đi sang Nhật, tôi thấy cái dòng Alphard này chạy, ui sang Nhật thì ui rồi ôi, các cái dòng MPV 7 chỗ của mình nhiều như thế nào trong giai đoạn hiện nay thì dòng xe này chạy nhiều trên đường nó hệt như vậy luôn. Kinh khủng, quá kinh khủng, quá kinh khủng, quá nể. Có lẽ là chúng ta hãy vòng một vòng đi, chúng ta hãy ngắm vẻ đẹp của chiếc xe này, sự quý phái một vòng trước khi mà vào cái vị trí đáng ngồi nhất, đáng sở hữu nhất. Đây là có mắt cam này, mắt cam đặt đây cũng khéo ghê nhỉ, lưới rất to, các cái cảm biến nó thiết kế chìm vào đây này. Đó. Cảm biến này cũng có này, đây, cảm biến ở đèn thì đây, đèn, các cái đèn định vị này và hai beam code một bên, một beam pha, suy ra là tổng sẽ thành 4 beam chiếu gần và 2 beam chiếu xa. Nhìn ở đây thì bạn sẽ thấy là mẫu xe này có cả cái hệ thống hỗ trợ lái an toàn. Chiếc xe này thì cái vùng giá nó trên 4.3 tỷ. Chiếc xe này nhập Nhật, Toyota Motor Corporation. Và ở đây bạn sẽ nhìn thấy này, đấy, sẽ nhìn thấy có hắt kính lái. Đây, và một phiên bản phía bên này GAC M8, các bạn thấy không? Ôi dồi ôi, bên này là sự quyến rũ chưa, các bạn thấy quyến rũ chưa? Đấy, thì nói về GAC, đây là thương hiệu ô tô của Trung Quốc, năm nay cũng tham dự triển lãm. Để bước lên chiếc cửa trượt này với hàng ghế VIP hơn 4.3 tỷ cho là giá xe, vậy thì nếu mà nhập nữa thì lăn bánh sát về 5 tỷ. Sát về 5 tỷ thì thực ra là bạn có rất nhiều lựa chọn rồi. Thậm chí bạn có thể lựa chọn những cái dòng SUV của Đức, của Thụy Điển. Rồi. Nhưng mà khi ngồi vào đây, ôi giời, khi ngồi vào đây thì tôi thấy nó xứng đáng quá. Tôi mà có tiền tôi cũng mua ngay một chiếc xe này. Bản này bản cao, bản này đẹp. Bạn nhìn này cái ghế này này, ghế ngồi nó mềm lắm, phần farm đệm ở trong nó mềm đấy các bạn nhìn này, ui sổi ôi nó mềm, da này da Napa Plus, đấy. Thơm, mùi dễ chịu và rất là mềm mại. Ở đây là có hai cái điện thoại nhỏ nhá, nhưng mà phải cất đi, các bạn hiểu lý do vì sao rồi đấy ạ. Rồi, ở đây chúng ta lại có thêm, xem cái xe nó ngọt thịt thế này. Cái bản nó chắc chắn lại có cả cái gương nữa. Xem vừa ăn xong có dắt răng nào. Đó. Tóc tai có xồm xào nào, râu riếc có làm gì được nào. Đó. Kiểu đi gặp khách. Thực ra cái này nó là một cái, tôi nghĩ là một cái ngôi nhà di động, chính xác là vậy. Ngôi nhà VIP. Ở đây nhá, các bạn sẽ nhìn thêm này. Đây là có sưởi, có thông gió này, có sưởi sấy này. Đấy. À, và có vị trí nhớ nữa. Smart Comfort này. Thì mình chỉnh hết ở đây. Ở đây là, ôi trời ơi, cái chai nước lại chơi như thế này bao giờ không cơ chứ này. Nó lại cơm mềm thế chứ lại. Rồi. Cái gì đây? Ai chà, cái rèm nó lại từ trên xuống các bạn ạ. Bình thường nó phải đi dưới lên, con này chơi từ trên xuống. Xịn. Loa JBL. Mà cái cửa này nó, cái cửa sổ trời này nó gì? Tôi thề với các bạn chứ trông nó gì. Đây nhá, đây là một cái trần kính nhá.
Đây là một cái khu vực bố trí toàn bộ cái hạ tầng kỹ thuật. Đấy. Cái này là nó hạ tầng theo kiểu là những cái khán phòng. Các bạn thấy không? Đây là chỉnh, tôi xem nào, đây là chỉnh rèm này. À đây là chỉnh cửa này. Rồi, được chưa? Cửa nhá. Lại đặt ở đây. Mát lông lộn luôn. Rồi, đây là rèm này. Rèm này. À đây là kính, đây là kính. Tôi phải học cái này. Rồi, tôi phải học. Học nhiều đấy. Cái này là cái gì đây? À, đây lại chỉnh cả cái rèm này. Rồi. Đây nhá, đây mới là chỉnh cái rèm nóc này. Được chưa? Phải học. Phải học đấy ạ. Rồi. Đây là đèn đọc sách. Chắc chắn rồi. Đấy, đèn đọc sách này. Giống hệt như đèn trên máy bay. Giống hệt luôn nhé. Đây là hệ thống điều hòa. Đây là hệ thống điều hòa. Đây là hệ thống điều hòa tự động cho cái. Đây là một cái màn hình. Đây là một cái màn hình. To đấy, màn hình này như cái tivi. Và đây là một con xe quá ngon. Hay thật. Toàn bộ cửa gió là bố trí ở trên trần cho cả cái hàng ghế thứ ba nữa, hàng ghế thứ ba thì thôi. Chiếc xe này rộng chấm hết. Đây là lý do này, lý do các bạn này. Sướng. Sướng lắm. Đây có cả bệ đỡ này. Bệ đỡ, đấy các bạn thấy không? Bệ đỡ. Oh, sướng sướng sướng. Còn này bảo sao anh em có tiền thì cứ thế mà chơi thôi. Đây là một cái có thể để các cái đồ vào đây này. Đấy. Đây nữa. Cái này đúng là kể có tủ lạnh nữa nhỉ. Tủ lạnh nữa thì ngon. Con này ngọt thịt đấy các bạn ạ. Đấy, bập bấm vào đúng là sấy. À, sấy. Nói chung con này nó ngon. Rồi. Nhưng mà ngon là ngon hàng ghế sau. Bây giờ bạn đây, mình sẽ lên hàng ghế trước đây. Đây các bạn, tôi mời các bạn ngồi ở góc nhìn ở phía sau này. Các bạn sẽ nhìn thấy được ở hàng ghế trước. Màu da này quá đẹp luôn. Không biết nói gì nữa. Rồi. À chà. Ngồi ghế lái cũng thích. Lúc nãy tôi nói ngoài là chiếc xe này nên có lái xe. Nhưng mà nếu mà tôi có chiếc xe này nhá, tôi lái đi làm luôn. Tôi thích nó rồi đấy. Ờ thôi xong rồi. Cho anh mượn cái chìa khóa. Anh cho nó lên nguồn lên tí. Đây rồi, em bật hộ anh cho anh em xem nó đỡ bị đen ngòm. Không khởi động. Cảm ơn em. Tầm nhìn rất là rộng nha. Hắt kính lái này, loa JBL này. Đấy. Đây là trụ A chia đôi à? Trụ A nếu mà đây là trụ A, đây là trụ A A1. Đấy, đó. Đây có cái này để mình có cái tầm nhìn tốt hơn. Tôi thích chiếc xe này, nó giống như một cái du thuyền. Bản đồ 3D đẹp không? Đẹp luôn nhá. Con này ngon đấy nhỉ, con này ngon. Ôi trời ơi, giá con này mà giá đẹp như bên Nhật. Tỷ mấy, tỷ 3, tỷ 4. Thôi 2 tỷ. 2 tỷ chắc là chạy đầy đường Việt Nam luôn. Hybrid đang nổ máy nhá. Nhá, ghế trước này, nhìn này, nhìn này. Sưởi này. Làm mát ghế này, sấy vô lăng này. Điều hòa có nano X này. Ngọt chưa? Ngọt thịt chưa? Quá là ngọt thịt luôn. Tôi xem con này có cái gì nữa nào. Hỗ trợ lái xe này có TSS đầy đủ này. Đấy, 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 đấy ạ. Ghi rõ rồi nhá. Rồi, chỉnh màn hình này. Cái này chỉnh kiểu như trên Lexus này. Cam 360. Cam 360 thì tôi nghĩ là Toyota còn nên nên học hỏi thêm. Xin lỗi ạ, nên tham khảo thêm. Nên tham khảo thêm. Nên tham khảo thêm. Để cho nó chất hơn với một chiếc xe như thế này thưa các bạn. Sạc không dây, cổng tai xì, cần số kiểu Lexus. Đây các cái chế độ lái ở trong cái hybrid này. Nhưng da con này đẹp quá. Da đẹp quá, da đẹp quá. Cái này kể mà thay thành cái bóc lạnh hay hơn. Nhưng mà không được bởi vì ở đây có rất nhiều cổng. HDMI kiểu ở đây, nó ra cái màn hình kia kìa. Trời. Đây nhá, tôi thích chiếc này quá nên tôi mô tả này. Chuẩn bị là cất cánh máy bay không? Bấm 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 các kiểu không?
Tôi đang thích chiếc xe này quá, tôi nói vậy thôi, cho nên mong các bạn thông cảm. Đây là chỉnh các rèm rồi các vấn đề ấy khác. Đẹp đấy. Mà cái da này cái vân đẹp thế nhỉ, da này vân này. À đây là nó phản chiếu từ đây, nhưng mà da này đẹp. Da này quá đẹp luôn. Con này đẹp thế nhỉ. À trời, đây. Hệ thống TRS này, tất cả ở đây là cảm ứng kiểu joystick. Tôi xin lỗi các bạn nhé, tôi đang thích chiếc xe này quá. Đây có cả điện áp 220V. Đây là cổng bật. Cái cổng ra nó ở đâu đấy, nhưng mà chắc tôi nghĩ hàng ghế sau để anh em có thể sạc pin được. Chỉnh các thể loại kiểm soát này, ghế nhớ 3 vị trí này. Đẹp. Con này đẹp. Thôi bây giờ mời các bạn ra đi. Tôi muốn nếu mà có cái cơ hội trải nghiệm, tôi muốn lái thử chiếc xe này, ngồi thử chiếc xe này kỹ hơn. Mời các bạn ra đây, các bạn nhìn cái vẻ đẹp quý phái của nó. Tôi đang bị thích cái xe này quá.